Giờ mình đi lên trên này này. Mình nghe trên này có kêu mà nước suối lớn quá trời luôn này. Ui, nước suối lớn quá. Giờ mình đi theo, dọc theo bờ suối này nha. Ui. Rồi. Mình nghe có kêu đó. Hình như là mới đó. Có ên ương kêu rồi nhé. Ui, yên ương kìa mọi người. Ui. Con này ăn cũng rất là ngon nè mọi người ơi. Yên ương nha. Ui. Ăn thịt rất là ngọt nè. Thấy người mà nó vẫn không có chạy này. Rồi bây giờ mình bắt con này nha. Giờ mình bắt con hai con này nha. Ui, này mọi người. Ôi, đã chưa? Rồi. Ui, nước nhiều ghê luôn. Ui, cá đi. Ui, cá. Cá. Cá luôn. Đâu ta? Có cá luôn mọi người. Đi gặp có cá luôn. Ui, có cua quá trời. Cua này. Ây trời, có cua. Cua, bắt cua luôn. Giờ có cua bắt cua luôn. Hai con. Này gớm quá. Ôi nước lớn quá trời luôn. Ôi toàn là cua. Cua chui ra này. Ôi cua quá trời này. Giờ mình lên trên này.
vườn nếp này không biết có không. Rồi như như vậy là mình nghĩ chắc không mới mưa như vậy nó không có ếch đó mọi người. Thì mình xin hẹn mọi người trong clip sau, nếu mà mình đi soi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.